bạn ơi. Rất là vui các bạn, hôm nay thu hoạch rau vườn nhà mình nha. Yeah. Xin chào các bạn. Yeah. Wow, hôm nay trời mát mẻ. Mình thu hoạch rau nha các bạn. Các bạn nhìn cái vườn rau của Mr. Hill nè. Hôm nay đã ghê chưa? Với lại các bạn là tuần trước mình đã nói rồi, cái vườn rau của mình trồng rau hữu cơ. Đây là rau cải bè xanh đó các bạn. Hôm nay mình sẽ lấy một ít để mình vô nấu canh nha. Rau cải bè xanh á thì mình nấu với canh là với gừng đó các bạn. Một hồi mình sẽ lấy ít gừng luôn, mình cũng có trồng gừng nữa các bạn. Ok, thu hoạch nào. Trời ơi, nhìn đã quá. Ơi, xin phép nha, mình lấy cái bay. Lên rất nhẹ nhàng đó các bạn à. Ê, các bạn thấy đã không? Yeah. À, đó, một bó cải bè xanh của mình vậy nè các bạn. Quá đã quá đã. Mình lấy mình ăn bao nhiêu mình lấy bao nhiêu thôi, mình ăn hai bó. Đây. Ồ, các bạn thấy đã không? Number one. Số 1. Thật quá đi à. Mình cũng mong là những chia sẻ của mình trồng rau á, thì các bạn cũng sẽ trồng rau và thu hoạch giống mình nha. Đã quá, đã quá. 1, 2, 3, 4. Thôi thêm bó nữa đi. 4 người thì 4 bó đi, 4 bó đi. À, cái bó cái bự kìa. Các bạn đây. Wow. Đã chưa, đã chưa. Thích quá à, các bạn ơi. Đấy. Thú thật với các bạn nha, lần đầu tiên Mr. Hill trồng rau được vậy á. Từ hồi trước tới giờ á, là không có biết làm nông, không có biết trồng rau các bạn. Thì sau khi một người bạn giúp mình chỉ dẫn cho mình cái cách trồng rau bằng nước hữu cơ á, thì mình đã thành công rồi nè các bạn. Thì rất là vui. Mình trồng các bạn thấy không? Toàn bộ là nó xanh tươi tốt. Thấy không? Đó. Rất là đẹp. Và mình không hề dùng thuốc gì hết trơn á các bạn. Không dùng phân bón hóa học hay là thuốc trừ sâu gì đó các bạn. Mỗi ngày mình đều tưới 2 lần. Mỗi ngày mình đều ra chăm vườn, nhổ cỏ. Rồi mình đều trồng cây á các bạn. Đó là mình mang cái yêu thương của mình vô nó. Thì đảm bảo thì cây nó cũng cảm nhận được đó. Ok. Nên thành quả lao động rất là tuyệt vời, đúng không các bạn? Đây, mình lấy thêm một bó nữa nha. Các bạn biết sao không? Bữa là mình quên đó, là mình đúng lý là mình trồng cái mấy cái cây này nè, lá bự này nè các bạn, là cây bí đỏ, cây bí hồ lô, mà mình cứ rải thử thôi, ai ngờ nó mọc thiệt trời ơi, mọc trên đất hữu cơ nó mọc tốt luôn. Các bạn thấy không, lá bự bự không à? Bởi vậy bây giờ nó mọc quá trời luôn, nó chen chút làm cho không thấy được nhiều cái cây cải bè xanh. Nhưng mà không sao, sau đợt này mình sẽ làm lại đất, rồi mình sẽ trồng rau riêng biệt ra cho các bạn thấy xanh mượt luôn. Mình đang trồng cây gì ta, trồng tiết cải bè xanh nè, rồi trồng kiếp cây cải
ngò gí à, ngò gí rồi quế nè, rồi cây măng tây nè, rồi gì nữa nè, đậu bắp nè đó. Chừng nào cái vườn đậu bắp của mình nó lớn lớn xíu mình quay cho các bạn xem nha. Ok, mình lấy thêm một bó nữa nào, rồi chọn cái bó bự lấy nha. Wow. À, để đất lại. Wow, đã quá các bạn ơi. Number đây, hôm nay mình thu hoạch được nhiêu đây mình ăn trước. Mình sẽ nấu canh cải bẹ xanh với gừng. Gừng mình đập dẹp ra nấu canh cực ngon. Và cải bẹ xanh các bạn biết thì nó cũng giúp cho mình thông cổ quá. Tại vì cái nó có cái chất the the mình nhớ giúp gì mà đại loại là đi ăn giống như Bồ Tạt vậy đó, nếu mà ăn sống đó nha. Và nó cũng có cái vị đắng đắng nhưng mà rất là nhẹ, thì nó giúp cho mình cái cổ họng của mình nó được lông đờm luôn á, ai mà có đờm ăn. Mình nghe vậy thôi không biết nghiên cứu. Cái đặc biệt là quan trọng là nó giúp mình mát cơ thể mình, được giải nhiệt, thanh nhiệt. Mình cũng rất là thích ăn cải bẹ xanh, nó có gừng nữa thì rất là tốt cho cơ thể của mình ăn canh cải bẹ xanh nấu với gừng nha các bạn. Ok, cho chàng pháo tay Mr. Hill đăng ký và like ủng hộ mình nha. Yeah, bye bye và xin chào tạm biệt các bạn nha. Rau đã quá đã.